À, mến chào anh em ha, rất vui được gặp lại anh em trong cái clip mới nha. Anh em cũng theo dõi thử nghiệm lại cái game Bus Simulator Indonesia đấy. Hôm nay mình anh em mình sẽ đánh giá con xe Hyundai vừa mới ra hôm nay mấy ngày nha, để nó có gì nó đặc biệt ha. À, giờ mình cùng vô game nha em nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng vô game. Giờ anh em mình cùng nhau vào mình đánh giá cái con xe này nha. Có gì đặc biệt ha, những điểm hay, điểm nhược điểm, ưu điểm như đó. Đấy, trước mắt thì mình đánh giá tổng thể cái xe đẹp, nhìn dưới á, đấy nhìn theo bắt mắt lắm không? Nhà bên đây nó có cái xe mà chỉnh chế độ để cái nóc mình nè, lắp vậy này, đấy, không, nó sẽ chỉnh một nóc khác, đấy, đúng không? Tắt này, đấy. Sẽ không có cho nó cao, nó thấp. Số 2 đấy. Nhìn rất đẹp anh em nha. Số 3 đấy, nó cao quá không? Rất là đẹp. Riêng về cái tổng thể bên ngoài xe nha anh em nha, phần mâm mâm cũng rất đẹp luôn anh em nha. Hai bốn sáu tám lỗ, mâm tám lỗ nha anh em nha, mâm tám lỗ là biết xe gì rồi đó ha. Bên phần gương, gương hiểm như con Hyundai anh em ơi, bình thường thôi, gương không có gì đặc biệt. Đấy. Vẫn là gương từ thảo ngoài, gương ngắn trong ha. Rồi ở đây mình nói về phần ưu điểm và nhược điểm của xe ra thì bây giờ mà xe này chạy thắng không an nha, khi mình chạy tốc độ cao thì em thắng rồi rất là khó ăn và nó không trượt nha. Cái nó trong phần cabin, trong phần đèn pin thì cái GPS nó khó, rất là khó nhìn. Đây nè, cái mũi tên nó đúng ra người ta nằm ở dưới đây xíu đó, cho dễ chạy mũi tên nằm tốt trên đây nè. Vậy khi mình tới cái góc của ngã ba ngã tư đâu được cái đường mình quẹo đâu, đúng không? Đó nữa ra là cái lỗi trong GPS này đấy ha. Đấy, em chạy đi tới cái cụ quẹo này khó mà quẹo lắm, hoặc là tới ngã ba ngã tư nên khó quẹo, nó không có hướng dẫn cho đó này, nó ngắn quá khó nhìn nha. À, còn riêng góc nhìn đây thì đẹp, nhìn cái phần gương này đấy, phần gương kính chiếu hậu thì nói chung là rất là chi tiết, rất đẹp nên nha đấy ha, rất đẹp. Rồi riêng còn tiếng máy xe nghe rất là ồn đúng không? Nói chung là cái âm thanh của cái xe này nghe không hay, âm thanh xe này nghe không hay, nghe kỳ kỳ lắm. Nói chung là ai mới chạy lần đầu sẽ không quen cái âm thanh của xe này. Đấy, rồi tất cả mọi thứ đều ok hết, chỉ trừ hai vấn đề thôi. À, ví dụ như cái lúc trước mình mod cho bị lỗi gương á, thì anh em muốn hết gương mà hết bị đen kính á, nên vào bằng cài đặt. Setting nên cho đây nè, chỉnh như thấp cao rồi vậy là hết rồi. Đó. Đó. Chưa, để mình để ở thấp và cũng thôi nè. Chưa, đó. Bây giờ mình để cao rồi chạy. Đó. Nên thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ cho mình test coi là mắt vận tốc của xe nó sẽ là bao nhiêu nha anh em nha. Đó. Để comment cho em thấy nha. Rồi bắt đầu mình khởi hành nha. Chạy mắt sẽ bơm được bao nhiêu km/h nha.
xe đông quá không không test được. Này nhớ ngày tháng không ăn nha em nha. Đó thì mình chạy chứ là kiểu quên đó. Cái phần mà bên chỗ mà cái vô lăng này cũng không có cân đối đó. Thấy không? Bẻ lái nó bị kênh nè, nè nè. Nè. Đó, nè. Đó, thấy không? Để nè, đó. Thấy không? Không có điều. Mà cũng vậy cũng tạo ok, ghế ngồi thì con chạy cũng đã ha. Vậy tóc đang lên đây, 132, 133 đó. Một trăm mấy bốn mét giờ nha em nha, 175. Đâu thử mắt rồi nghe nha. Một trăm khoảng 176, 177 này mày. Tầm đó. Còn khi mà mình đi chạy ngang thì nó khoảng 173. Chúng tốc độ bình quân là 173 km giờ. 174 gì đó. Tầm đó. Ngầu lắm là 177. Đấy. 178. Đấy nha. 79. Đây. Nói chung là mình test khoảng 179, 178 cái mét giờ. Tầm 177, 778 đi. À, bình quân mức mà tối đa của xe này nha. Đó nhưng mà cái thắng không ăn em nha. Dạ thắng không ăn. Đấy, thắng thì phải thắng nhồi nên thắng nhồi ba cái nè. Nói nghe. Nha. Đó điểm trừ ra. Chung xe này đánh giá thì mình đánh giá là xe này là ok đó. Rồi thôi xin chào tạm biệt em nha.